thì hôm nay đội hình sùng với lốc solo với đội hình sùng với solo gần nhà bà Tân với lốc nha. Mọi người xem video thứ hai như đăng ký của mình nhá. Đấy, bắt đầu vào video mọi người ơi. Không biết đội nào giành ưu thế và giành chiến thắng các bạn nhá. Ai cũng bắn hay và ngang sức ngang tài các bạn. Hôm nay thì đội hình của sùng với lốc thì gồm có Tuấn Anh, Tuấn con Bắc Giang và Tuấn Idol các bạn. Thì còn đội hình và nhà bà Tân Bến Đốc gồm ở Xuân Hương thì gồm có Nhật Còi và Hương Bắc Giang các bạn nhá. Bắt đầu di chuyển hiệp đấu đầu tiên các bạn ạ. Bắt đầu Tuấn Anh đang di chuyển. Tuấn anh ta vừa đi vừa đáp bom, đáp rất chi là chuyên nghiệp các bạn ơi. Đáp anh ta vừa đi vừa đáp đấy, đáp rất chi nhiều. Đây là Nhật Còi các bạn nhá. Nhật Còi ở đội B các bạn ạ. Không biết đội nào chiến thắng. Để Hương Bắc Giang nào, Tuấn Anh có làm gì không? Tuấn Anh, anh ta đáp bom như một vị thần. Không biết có chết như một thằng nào đâu nào. Ôi, Nhật Quay đã hy sinh vì tội đứng yên một chỗ các bạn ạ. Anh ta không chịu nhảy nhót gì cả. Thì bên cái Hương Bắc Giang đã bị chết một người các bạn ơi. Ui, anh Tuấn Anh, anh bắn, ta bắn rất chi chuyên nghiệp, muốn phát hết fuck. Hiệp 1 đội sùng với lốc đã thắng nhé mọi người. Không biết hiệp 2 có trả thù được không. Anh Tuấn anh ta bắn phát vào đầu chết luôn các bạn ạ. Chuẩn bị sang hiệp 2 nào. Anh ta vẫn chạy, vẫn chưa được vào trận, anh ta vẫn chạy. Bắt đầu hiệp 2 nha mọi người. Nào, tao nghèo. Bây giờ mình sẽ bình luận là tao nghèo các bạn ạ. Tao nghèo là Hưng con ở Bắc Giang các bạn ạ. Nào, anh ta đáp bom và chặn hết đôi đi. Anh ta rất chi cẩn thận. Nào, Tuấn Idol Nhật Quái. Nào, chết Nhật Quái nãy sinh đầu tiên. Nhật Quái, Nhật Quái ra là chết, ra là chết các bạn ạ. Vì gặp con tao đủ. Vậy Tuấn Anh đã bị bắn chết rồi các bạn nhá. Anh ta không thể nào cứu thoát được. Tao nghèo bắn rất chi hay, cân hai các bạn ạ. Bỏ sao, cao thủ. Giờ anh ta dùng shotgun. À, Tuấn con bây giờ đi trước các bạn nhá. Tao nghèo bắn chi hay nhá, cân hai mà mọi người ạ. Tuấn anh ta bắt đầu di chuyển. Tuấn con cũng di chuyển rồi. Tao nghèo cũng di chuyển. Nhất quật cũng di chuyển rồi mọi người ạ. Nào, nhưng mà không biết ai giành chiến thắng các bạn nhá. Không biết bên nào cũng hay các bạn ạ. Cũng ngang sức ngang tài mọi người ơi. Em bông kèo đang tiếp tục. Mời anh ạ, anh hy sinh các bạn ơi. Để tao nghèo có làm gì không. Tao nghèo có rất chi là hay, rất chi chuyên nghiệp các bạn. Anh ta đã dành vinh quang cho đội nha. Tem của tao nghèo mình anh ta cần hết các bạn ạ. Không biết khi nào anh ta mới giành vinh quang được dành cho đội 30 chưa phải Tết nhá. Đội Tuấn Anh vẫn phải cố gắng mọi người nhá. Anh ta sẽ trả thù. Không biết tao nghèo có làm gì được không. Anh ta đắp kéo liên tục, liên tục và liên tục. Đó, đắp rất chi là nhiều. Nhà buôn được mà. Nhà buôn mẹ chuyên đi buôn kéo các bạn. Đó, anh ta đáp, đáp như một vị thần. Nào, anh ta nhìn thấy đối tượng rồi. Bạn nào, làm gì không. Anh Tuấn anh bắn rất chi là một phát là bị bình thường. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, tôi còn kèo nhiều quá không nhìn thấy anh. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi ôi, tao nghèo đã hy sinh các bạn ơi. Làm gì được không. Đó, bóng kèo cũng nhiều rồi.
Tuấn con Tuấn Idol bắn cũng khá là hay, đã giết chết Nhật Quỳnh và giành vinh quang cho đội. À, không biết ai là giành đội giành chiến thắng nhé mọi người. Mọi người cùng theo dõi video của anh ta chuyên nghiệp. Ai cũng có khá là nhiều kinh nghiệm bắn rồi nhá. Nhưng mà không biết đội nào giành chiến thắng. Không ai nhường ai. Mỗi người đi một đường rồi, bắt đầu tách rồi. Tuấn Anh đã đi được một đường riêng, con đường riêng của mình. Đúng là người thành công toàn đi con đường riêng rồi các bạn. Đã gặp đối tượng rồi nhá. Anh ta đã gặp Nhật Quỳnh. Chết rồi. Anh Tuấn Anh ta đã bị chết rồi mọi người ạ. First blood. Anh à, đã giết chết Tuấn Anh. Tuấn con đã làm gì không nhỉ? Tuấn con, anh quan liệu có cân được không? Không biết là đội nào là chiến thắng mọi người nha. Nào. Ai cũng hay nào. Chết. Tao nghèo rất chi là hay nha mọi người nha. Ai ta cân hết. Đúng là em của Khánh Sơn Cai. Không phải em thằng nào mình cân hết các bạn. Đội của Tuấn Anh đang bị thiệt và mọi người cùng cổ vũ nào. Tuấn Anh nhậu có lần lượt tình thế không nhá. Cố lên. Ai cũng phải cố gắng thôi. Nào đội cũng ném bom keo rất nhiều. Bắn rất chi nhiều các bạn ạ. Đó. Bắn rất chi nhiều nhưng mà chưa chết ai là ai. Toàn chết rồi. Chết rồi. Tấn con đã giết nhờ. Thì số đang ngang tài ngang sức. Không biết đội nào giành chiến thắng nhé mọi người. Đây Tuấn Anh hôm nay anh ta làm sao vậy? Vẫn chưa phát huy được hết công lực của mình. Anh ta đi ngang qua đang quăng và chết. Không biết anh ta có rút được kinh nghiệm và thay đổi được bản thân không? Anh ta sẽ làm như thế nào để chiến thắng trận này đây? Anh ta đặt bom keo rất kinh nhiều. Nào, anh ta làm gì không? Anh ta làm gì không? Lại chết rồi. Chết. Nào. Anh ta đã bông kèo. Đó, anh ta đã nhìn thấy đối tượng. Không biết anh ta này có giết được ai không? Giết được. Vẫn còn bắn rất kia hay. Và vẫn chết vì bị tao nghèo bắn chết cho mọi người. Tao nghèo bắn hay quá mọi người ạ. Trận đấu nào cũng vậy thôi, cũng có may mắn và sự đen đủi. Nếu mà thua thì cứ cho là đen đi. Nhưng không phải đâu, do tay nghề các bạn ạ. Bắt đầu di chuyển tiếp. Mình tao nghèo cân rất chi là nhiều. Tuấn Anh đang di chuyển rồi. Tuấn Anh không biết anh ta đã nhìn thấy đối tượng chỗ nào rồi. Wow, bắn một phát chắc không biết là ai tao nghèo đã làm gì mà đứng nghiêm đấy. Mọi người xem thì có hồi hộp không? Đội nào cũng muốn giành chiến thắng nhưng mà
trận đấu rất chi là ngang tài ngang sức nhá. Anh ta đang di chuyển, Tuấn coi là idol, Tuấn idol là đang di chuyển. Nhật coi di chuyển, Nhật coi. Anh ta chết khá là nhiều. Tuấn anh ta cũng di chuyển. Nào, không biết ai là chiến thắng mọi người. Hồi hộp quá mọi người ơi. Trận đấu rất chi căng thẳng, rất chi là cân bằng ngang tài ngang sức các bạn ạ. Anh ta nhìn thấy đối tượng rồi. Có làm gì không? Rồi có idol, có idol có làm gì không? Ăn chết! Ồ, anh ta bắn. Bắn rất chi ăn may các bạn ạ. Hiện tại đang tỷ số đang là 5-4 các bạn nhá. Không biết đội nào giành chiến thắng. Cố lên. Cả hai đội cùng cố lên nhá. Wow, hai ta đã đáp bom keo như một thằng đần. Đó. Anh ta làm gì không? Anh ta xông lên và đáp bom keo và chặn đường. Bơm máu như có bơm máu được không? Anh ta có chạy có làm gì được không? Gần chết rồi. Anh ta đã hy sinh. Và năm đào, tỷ số rất cân bằng các bạn ơi. Tỷ số rất là ngang tài các bạn. Nào, trận cuối rồi các bạn ơi, không biết là đội nào chiến thắng các bạn nhé. Mọi người xem video thời 2 thì đăng ký ủng hộ mình nhé, mình cảm ơn tất cả mọi người. Nào, Tuấn Anh đang di chuyển khá là tự tin và chĩa súng cờ bắn nè. Anh ta rất kia tự tin mọi người ạ. Rất chi là hồi hộp. Hai bên giờ ngang tài ngang sức rất chi là run. Không biết là bóng vía quá yếu các bạn. Nào, wow, rất chi là hay. Bắn quả headshot luôn. Thế là đội Sol Vlog đã giành chiến thắng cho mọi người. Tỷ số là 6-5. Cảm ơn mọi người đã xem video. Video mình cũng kết thúc rồi nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye.